lực lượng tuần duyên Nam Hàn cho biết là Trung Lặng đang sẵn sàng để sử dụng tên từ Trân Đảo Nam Hàn. Lực lượng tuần duyên Nam Hàn cho biết là đang có một chiếc Trung Lặng đang sẵn sàng để giúp cho nhân viên cứu cấp tìm kiếm người mất tích bên trong của chiếc phà bị chìm. Chuông lặng là một phát minh từ thế kỷ thứ 16, có thể đưa sâu xuống nước 40 mét, tạo một khoảng không khí dưới nước giúp cho người lặn lấy lại hơi thở. Lực lượng tuần duyên Nam Hàn đã đưa chuông lặng tới chỗ chiếc phà bị chìm nằm cách bờ biển Trân Đảo 25 cây số trong ngày hôm qua. Phát ngôn viên Kha Minh Thục của lực lượng tuần duyên Nam Hàn nói rằng chuông lặng có thể được dùng bất cứ lúc nào từ ngày hôm nay. Gia đình của các nạn nhân thúc hối đưa chuông lặng tới chiếc phà bị chìm, nhưng các viên chức cứu cấp nói rằng trong tình trạng sóng gió hiện giờ, chuông lặng có thể sẽ gây nguy hiểm cho người lặn. Ông Kha Minh Thục cũng cho biết là chiếc USNS Safecore của Hoa Kỳ có khả năng cứu cấp kéo vật nặng dưới nước đang từ hải cảng Phú Sơn tới chiếc phà bị chìm để cứu giúp. Đi theo chiếc USNS Safecore có 5 người nhái chuyên nghiệp của Hoa Kỳ.